khi cháu bé 3 tuổi ngã từ ô thoáng trong phòng vệ sinh từ tầng 6 xuống đất, dẫn đến tử vong ngay tại chỗ. Tại chung cư Star Tower, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, theo đó một bé gái khoảng 4 tuổi bất ngờ rơi từ tầng 25 tòa nhà chung cư tử vong thương tâm. Người dân sinh sống tại chung cư Star Tower bất ngờ nghe tiếng động lạ khi kiểm tra thì phát hiện một bé gái nằm trên mái che tòa nhà. Từ đầu năm 2019 đến nay đã có rất nhiều vụ trẻ em rơi từ tầng cao chung cư xuống đất. Cần lưu ý con em mình nhiều hơn, đặc biệt là trong thời điểm giáp Tết như thế này. Vì con trẻ được nghỉ Tết sớm, tính hiếu động của các em vui đùa cạnh ban công, cửa sổ cao tầng là điều vô cùng nguy hiểm. Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Hành Trình Đầu Đời. Và như các bạn và quý vị vừa nhìn thấy, đấy là những clip vô cùng thương tâm về việc trẻ em gặp nguy hiểm do ngã ở nhà cao tầng xuống. Và mối nguy hiểm này xảy ra hàng ngày và hàng năm. Thì ngày hôm nay chúng tôi đã có một cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên gia bảo vệ trẻ em, phó giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng RTCCD, bác Nguyễn Trọng An. Dạ vâng, cháu chào bác. Vâng, xin chào. Thì như là chúng ta vừa xem các clip bác ạ, thì bác sĩ có thể cho cháu biết được là các bậc cha mẹ vẫn chưa hiểu là nguyên nhân vì đâu mà chúng ta lại xảy ra những cái sự việc đáng tiếc như vậy. Vâng, đúng là cái vấn đề mà trẻ em bị ngã từ nhà cao tầng xuống xảy ra các cái tai nạn rất là thương tâm. Mà mặc dù là chúng ta đã cảnh báo rất nhiều qua phương tiện thông tin đại chúng, rồi là các cái vấn đề về sách báo, nhưng mà nó vẫn xảy ra. Tại sao như vậy? Cái chính vẫn là từ gia đình, từ các bậc cha mẹ, một cái sự chủ quan, một sự lơ đã. Đặc biệt đối với em bé thì khi mà em bé đang ngủ tỉnh dậy mà không thấy có người lớn xung quanh là em bé sẽ hoảng hốt và sẽ mở cửa ra tìm, chạy đi gọi mẹ nó kia các thứ. Đó chính là cái mà thời điểm nguy cơ nhất. Mà do vậy là các bà mẹ, ông bố hoặc những người giúp việc ở nhà, thì nếu mà để em bé ngủ một mình trong nhà, hé cửa ra thấy con vẫn đang ngủ, cứ tưởng là nó đang ngủ đấy, vội chạy đi lấy nước, đi ra chợ, đi gì đấy. Thời điểm đó là thời điểm cực kỳ nguy hiểm. Cho nên là cái câu chuyện mà các bậc cha mẹ, những người chăm sóc trẻ lơ đãng, chủ quan là nguy hiểm nhất. Và vì thế cho nên là chúng ta phải rất cảnh giác cái nguyên nhân này. Dạ vâng, bên cạnh cái sự chủ quan và lơ đãng của các bậc phụ huynh, thì bên cạnh đấy cháu cũng nhận thấy là ví dụ như là chúng ta có thể tác động nào đến cái vấn đề xây dựng của nhà cao tầng mà để đảm bảo cho các bé được tốt hơn không hả bác sĩ? Vâng, đúng. Bạn vừa mới trao đổi đến vấn đề xây dựng. Thì một cái nguyên nhân thứ hai bên cạnh cái sự chủ quan lơ đãng của các bậc cha mẹ, đó là vấn đề là các nhà cao tầng do thiết kế, do quy chuẩn Việt Nam, rồi kể cả những cái gọi là đã có những cái quy định gọi là ngôi nhà an toàn phòng tránh tai nạn thương tích, nhưng mà trong quy chuẩn của xây dựng, của Bộ Xây dựng, quyết định của Bộ trưởng thì là từ tầng 6 giờ lên thì không được làm lan can, rồi chỉ được phép làm lô ra. Nhưng cái bộ cửa cực kỳ quan trọng. Đó, cái bộ cửa là thấp. Thứ hai là cửa ở bên trên là không được phép có những chân sọc. Đấy, mở đề phòng sự cháy nổ, để cho cảnh sát chữa cháy còn chui ra chui vào hay là cứu chữa gì đó. Đó là nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân thứ ba là các cái câu chuyện mà tại những gia đình ý, thì lại cái cửa lại dùng cái cửa lùa như người lớn, như văn phòng này này. Thì em bé rất là dễ mở ra. Bộ cửa thì thấp, cửa thì là cửa lùa rất dễ mở ra. Và nguyên nhân thứ tư đó là thường là những gia đình là rất chủ quan ở chỗ là để các cái bàn ghế bên cạnh cửa sổ đó, hoặc là làm cái dây phơi bên ngoài, nào là hoa, nào là quần áo, nào là các thứ phía bên ngoài. Cho nên cái nguy cơ em bé có thể trèo lên ghế, trèo lên trên mặt bàn rồi nhô ra để phơi, rút quần áo, lấy bông hoa hoặc làm gì đấy, thì cái câu chuyện ngã ra bên ngoài cực kỳ nguy hiểm. Cho nên là nó là tổng hòa cả nguyên nhân chủ quan của bậc cha mẹ, rồi những người chăm sóc trẻ trong gia đình lơ đãng, kê bàn kê ghế, rồi là đến vấn đề cửa. Nhưng cái vấn đề mà xây dựng là cũng có gọi là góp phần vào cái nguy cơ em bé có nguy cơ bị ngã ra bên ngoài. Vậy thì là chúng ta đã tìm hiểu được các nguyên nhân vừa là cả chủ quan và khách quan. Vậy thì xin bác sĩ có cái lời khuyên nào cho các bậc cha mẹ đang sinh sống ở khu chung cư cao tầng là có những lưu ý gì để bảo vệ an toàn cho con em mình không? Vâng, trước hết là đối với các bậc cha mẹ, như vừa rồi tôi trao đổi, dựa trên cái nguyên nhân mà chúng ta vừa phân tích, thì đầu tiên phải luôn luôn để mắt đến trẻ, đặc biệt là trẻ dưới 6 tuổi. Đấy, luôn luôn để mắt đến trẻ,
không để trẻ tự chơi một mình rồi đi bỏ ra ngoài hay làm cái gì đấy, mà đặc biệt là cái thời điểm là không được phép để bé ngủ trong nhà một mình. À, vâng. Đấy, mà khi em bé tỉnh dậy sẽ không có người lớn bên cạnh hoặc là không người lớn ở phía bên ngoài khi em bé gọi. Dạ, vâng. Đó là đầu tiên. Thứ hai là các bậc cha mẹ tuyệt đối không được kê bàn, tủ, ghế ở phía ngoài lan can, à, ở vâng. phía gần cửa sổ. Vâng. Đó, ở phía gần cửa sổ. Và phơi quần áo, làm các chậu hoa, giỏ hoa ở phía ngoài lan can, dạ, vâng. phía ngoài cửa sổ. Thứ ba là tất cả các nhà cao tầng hiện nay, như vừa rồi chúng ta phân tích là theo quy chuẩn không được phép là chấn xong. Vâng. Nhưng khi các bậc cha mẹ mở những gia đình mà được nhận nhà một cái việc đầu tiên là việc là bảo vệ an toàn nơi cửa sổ, cho nên là phải làm những cái lưới vâng. đan bằng dây nhựa, dây ni lông vâng. thì chẳng may có vấn đề gì xảy ra là nó sẽ cháy chảy ra. Vâng. Đấy, thì vẫn bảo đảm cái quy định của bên công an phòng cháy chữa cháy vâng. nhưng bảo đảm an toàn cho nhà mình. Vâng. Đó, vấn đề thứ tư đó là vấn đề mà tuyên truyền cho tất cả các bậc cha mẹ của cả khu chung cư đó luôn, chứ không phải chỉ riêng một hai bậc cha mẹ hiểu biết được sự nguy cơ có khả năng em bé lọt qua cửa sổ rơi xuống. Thứ hai nữa là tất cả các bậc cha mẹ, hầu hết nhé, hiện nay ở các cái nhà cao tầng ấy là hầu hết là những cái gia đình đang ở dưới mặt đất mà tự nhiên bây giờ được lên nhà cao, mà lại một phần nhỏ trong đấy là từ nông thôn ra, cho nên là cái phong thái cách sinh hoạt các thứ là nó chưa có sự gọi là chuẩn bị hay là đề phòng đâu. Vâng, đúng rồi. Và cuối cùng đó là vấn đề xây dựng. Xem, đề nghị xem rà soát lại quy chuẩn Việt Nam, rồi quy chuẩn xây dựng bậc cửa phải cao như thế nào, phải làm chấn song lửng ra làm sao, rồi các loại cửa như thế nào đó để đảm bảo rằng em bé không bị lạc ra bên ngoài và nguy cơ đó. Vâng, và tóm lại là qua những chia sẻ của bác sĩ thì chúng ta cũng đã phần nào hiểu được những cái nguyên nhân có thể gây ra nguy hiểm cho con em mình, và qua đó là những cái biện pháp, ví dụ như là chúng ta cần phải luôn luôn để mắt đến con em mình, tránh kê những cái vật như là bàn ghế ở gần cửa sổ, không căng dây móc phơi quần áo ở ngoài để làm cho con em mình bị thu hút theo những cái đấy, và bên cạnh đấy là những cái an toàn về mặt xây dựng. Vâng, và đấy chính là những phương pháp có thể bảo vệ con em mình được an toàn và phát triển toàn diện. Vâng, một lần nữa cho xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Trọng An về những chia sẻ ngày hôm nay. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.